năng thận suy giảm, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy cần làm gì để giúp thận khỏe mạnh? Như chúng ta đã biết thì thận là một cái cơ quan rất quan trọng trong cơ thể. Chúng ta có hai cái quả thận nằm ở hai bên hố thắt lưng, có nhiều chức năng bao gồm lọc máu và thải các chất độc ra khỏi cơ thể, thải các sản phẩm nhán hóa từ protein như là ure, creatinine thông qua cái nước tiểu. Thận còn có một cái chức năng khác nữa là cân bằng nước và điện giải, và còn một chức năng quan trọng hơn đó là chức năng nội tiết, có thể tiết ra các hormone như renin giúp cho điều hòa huyết áp, hoặc là tiết ra các erythropoietin để giúp điều hòa cái sản xuất hồng cầu. Như chúng ta đã biết, những cái chức năng quan trọng ở trên thì khi mà thận bị suy giảm sẽ gây ra những hậu quả thường hay gặp nhất. Đầu tiên đó là quá tải về thể tích tuần hoàn, có nghĩa là chúng ta sẽ bị phù, tiểu ít, hoặc là những cái hội chứng ure huyết cao như là buồn nôn, ăn uống kém, hoặc là có thể gây rối loạn tri giác. Ngoài ra thận còn một chức năng nội tiết nữa, nên khi mà thận bị suy giảm nặng có thể gây ra cái tình trạng là không có kiểm soát được huyết áp, hoặc là giảm tạo hồng cầu, thì khi đó người bệnh có thể bị thiếu máu. Thận là một cơ quan để đào thải, thì nếu mà chúng ta không uống đủ nước hoặc là nhịn đi tiểu thì sẽ giảm cái lượng máu và cái lượng nước đến thận. Cái thói quen thứ hai nữa là thói quen sống tĩnh tại, ít vận động. Cái thói quen thứ ba nữa là liên quan tới ăn uống. Khi mà chúng ta ăn quá mặn, hoặc là ăn những cái thức ăn đã được chế biến sẵn như những cái đồ hộp, hoặc là ăn những cái thức ăn có chứa quá nhiều protein như là thịt đỏ, thì cũng làm ảnh hưởng tới chức năng thận. Đồng thời, chúng ta thường hay có những cái thói quen là sử dụng thuốc mà không có sự kê đơn của bác sĩ, như là những cái thuốc giảm đau non-steroid, hoặc là những cái kháng sinh khi chúng ta bị bệnh thì không có được bác sĩ kê toa, hoặc là trên thị trường hiện nay có nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo với quá nhiều vitamin, thì khi chúng ta lạm dụng những cái thực phẩm chức năng đó, nếu chúng ta có một cái cơ địa là chức năng thận đã yếu sẵn rồi thì rất dễ nguy cơ suy thận nặng hơn. Một số cái thói quen khác như là hút thuốc lá, hoặc là có một cái thể trạng quá béo phì cũng có thể ảnh hưởng tới chức năng thận. Từ những cái tác hại, những cái thói quen trên thì chúng ta nên có những cái thay đổi để làm cho thận tốt hơn. Ví dụ như là nên uống đủ nước, khoảng từ 2 tới 2 lít nước một ngày. Tốt nhất là nước lọc, uống từ từ, từng ngụm, chúng ta không nên dồn vào uống một cữ cùng một lúc. Khi mắc tiểu thì chúng ta nên đi tiểu liền, không nên nhịn tiểu. Những cái thói quen tốt hơn nữa là chúng ta nên tập vận động thể lực vừa phải. Ví dụ như có thể tập thể dục mỗi ngày thì khoảng từ 30 đến 45 phút, nhưng mà phải đều đặn ít nhất là khoảng 5 lần một tuần. Đồng thời chúng ta phải giữ cân nặng cho hợp lý, tránh tình trạng quá béo phì. Khi mà BMI trên 25 thì rất là nhiều nguy cơ bệnh thận. Đồng thời nếu có các bệnh lý đi kèm khác như là tăng huyết áp, tiểu đường, hoặc các cái bệnh thận tiền căn có sẵn thì nên là kiểm soát tốt các cái bệnh nền đó. Đồng thời nếu trên 60 tuổi thì nên đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm nếu không có bệnh lý nền. Còn nếu như có những cái bệnh lý nền sẵn rồi thì nên kiểm tra chức năng thận ít nhất là từ 3 tới 6 tháng một lần. Theo tôi thì một cái thận được khỏe mạnh, đầu tiên là chúng ta phải cung cấp đầy đủ nước cho cái thận đó. Tại vì thận là cái cơ quan thải ra nước nên là phải cung cấp đầy đủ nước. Trong những cái trường hợp mà chúng ta bị mất nước quá nhiều, như là vận động thể lực quá nhiều, hoặc chơi những cái môn thể thao nặng, hoặc là đi ngoài trời nóng, thì phải uống bù vào cái lượng nước mà thoát qua mồ hôi. Đồng thời hạn chế những cái thói quen quá xấu như chúng ta hay ăn đồ ăn quá mặn, ăn những cái thức ăn chế biến sẵn thì hạn chế việc đó. Thay đổi hơn nữa là nên ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, tránh cái lối sống mà tĩnh tại, hoặc là ngồi một chỗ nhiều rồi nhịn đi tiểu. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.